Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chương mục về hóa lớp 8 nha các bạn. Hôm nay mình nói về nguyên tử là gì thì mình sẽ lấy một ví dụ như mình có một cái hồ nước chưa, trong đó chứa nước nha các bạn, được chưa? Rồi sau đó mình lấy một cái xô, một múc nước vào cái lu. Ok, chứa nước gọi là lu nước. Sau đó mình lấy một cái ca nhỏ hơn, mình múc vào một cái xô thì mình có một xô nước. Sau đó mình múc vào một cái ly thì mình sẽ có một cái ly nước. Sau đó mình múc vào một cái ống nghiệm thì mình được cái ống nghiệm nước. Sau đó mình lấy một cái gọi là cái ống gọi là cái đồ bóp trong thí nghiệm á, bóp để mình lấy một giọt thôi các bạn, một giọt thôi. Sau một giọt đó thì mình đưa vào phòng thí nghiệm thì mình nghiên cứu được ở đó gồm có nguyên tử hydro và nguyên tử oxy. Các bạn không cần biết cái này đâu, chưa cần biết cái này nghe các bạn. Đó. Thì mình nói rằng cái gì, nguyên tử là gì, nguyên tử là hạt như thế nào, rất nhỏ, lúc đầu lớn, nhỏ dần dần, vậy chưa? Vậy nguyên tử là hạt, rất là một cái hạt rất nhỏ, được chưa? Đó. Thì cái nguyên tử này có cái hình dạng hình dạng bên ngoài giống như một quả trứng, thì gồm có nè cái lớp vỏ nè và cái chồng vàng, hay người ta hay gọi là chồng vỏ trứng gà, được chưa? Cái lớp vỏ nè, lớp vỏ ngoài nè, thêm một cái lớp mạc ở ngoài nè. Đó, cái lớp này người ta gọi là lớp electron, hiểu chưa? Ở trong người ta gọi là hạt nhân. Ở một nguyên tử gồm có hai thành phần, đó là lớp vỏ hay còn gọi là lớp electron. Thứ hai là hạt nhân. Thì người ta nói rằng lớp electron này mang điện tích âm, thấy chưa, ký hiệu bằng dấu trừ, và hạt nhân người ta mang điện tích là dương, mang dấu cộng, và cái số lượng âm, số lượng dấu trừ và số lượng dấu cộng thì như nhau, người ta gọi là nguyên tử luôn trung hòa và điện, trung hòa về điện. Trung hòa về điện là gì, là tổng cái điện tích âm bằng tổng cái điện tích dương, được chưa? Đó, đó là những cái gì nói liên quan về nguyên tử nha các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình giảng, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người, xin cảm ơn, bye bye.